hai mỹ nam của Wednesday, người bị nghi hẹn hò Jenna Ortega, kẻ công khai đồng giới và đã có chồng. Ngoài nữ chính Jenna Ortega, Wednesday còn sở hữu dàn diễn viên trẻ và tài năng khác, trong đó phải kể đến Hunter Duhan và Percy Haines-White, hai chàng trai thủ vai crush của Wednesday Addams. Wednesday là loạt phim mới nhất của Netflix nói về gia đình Addams, một gia đình bất hảo đã quá quen thuộc trong văn hóa đại chúng của khán giả Mỹ. Bộ phim theo chân nhân vật tuổi teen Wednesday, cô con gái có cá tính lạnh lùng, xu hướng chống đối xã hội của gia đình Addams. Sau khi thả cá piranha vào hồ bơi để trả đũa những kẻ bắt nạt em trai ở trường trung học cũ, Wednesday bị bố mẹ buộc phải chuyển đến học viện Nevermore, một ngôi trường dành cho những kẻ siêu nhiên bị ruồng bỏ ở thị trấn Jericho. Khi dần thích nghi với môi trường mới và học cách kiểm soát siêu năng lực của mình, Wednesday cũng điều tra ra bí ẩn đằng sau một vụ giết người có liên quan đến cha mẹ mình từ 30 năm trước. Sau khi lên sóng, Wednesday đã phá vỡ kỷ lục mọi thời đại với hơn 341,23 triệu giờ xem, chiếm vị trí số 1 trong top 10 phim trực tuyến trên Netflix. Bộ phim nhận được số điểm 8,5 IMDb và nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Thông tin về dàn diễn viên tham gia bộ phim cũng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm tìm kiếm. Trong đó, nam diễn viên chính Hunter Duhan gây sốc vì tuyên bố đã có chồng. Cụ thể, trong Wednesday, Hunter Duhan thủ vai Tyler Garvin là con trai của cảnh sát trưởng và là một nhân viên pha chế tại một quán cà phê trong thị trấn. Tyler không phải là học viên của học viện Nevermore, nhưng vẫn có cơ hội gặp gỡ Wednesday và dần trở nên thân thiết hơn với cô con gái nhà Addams. Thậm chí, Tyler còn cùng Wednesday đi vũ hội và là người mà Wednesday trao nụ hôn đầu đời. Hunter Duhan sinh năm 1994 cùng Marquette là một diễn viên người Mỹ. Lần đầu tiên Hunter Duhan tham gia diễn xuất là trong một vở kịch ở trường trung học. Trước khi được biết đến với vai Tyler trong Wednesday, Hunter Duhan đã tham gia một số phim như Sometimes Your Honor, What If Schools, Westworld. Bố mẹ của Hunter Duhan không hoạt động trong showbiz hay có liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Thực tế, cha của anh Peter Duhan là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Úc những năm 80. Hiện tại, Hunter Duhan là hoa đã có chủ, chính xác là đã có chồng. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, trên Instagram, Hunter Duhan đã chia sẻ ảnh đám cưới của mình với hôn phu là Fielder Zewes. Ngược dòng thời gian vào đêm giao thừa năm 2020, Hunter Duhan đã ngỏ lời cầu hôn Zewes. Fielder Zewes không phải là người của công chúng đang học trường luật tại Đại học Loyola và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2024. Có vẻ cả hai đã ở bên nhau ít nhất 4 năm kể từ năm 2018, dựa vào những hình ảnh mà họ đã chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài Tyler Garvin, Hunter Duhan, trong Wednesday còn có một chàng trai si tình nhân vật nữ chính, đó là Xavier Tobey, do Percy Haines-White đóng. Được biết, Percy Haines-White là diễn viên người Canada sinh năm 2001, không phải là gương mặt xa lạ với màn ảnh. Trước Wednesday, Percy đã tham gia một số phim đáng chú ý như Rookie Blue, Murdoch Mystery, The Twilight Zone, Nice the Museum và The Gifted của Marvel. Anh là con trai của một cặp bố mẹ nổi tiếng. Bố Joe Thomas Haines là diễn viên kim đạo diễn và là nhà văn. Mẹ Sherry White vừa là diễn viên, biên kịch, vừa là nhà làm phim. Percy kể lại, ngày anh nhận được thông báo mình trúng vai trong Wednesday là ngày cá tháng 4. Vì thế, khi mẹ Percy thông báo cho anh tin vui, anh lại bảo mẹ hãy ra khỏi phòng và đi ngủ tiếp. Tôi nghĩ mẹ đang chơi khăm tôi, Percy giải thích. Sau khi Wednesday lên sóng, các fan chèo thuyền Percy Haines-White và Jenna Ortega vai Wednesday nhiệt tình bởi không chỉ đẹp đôi trên phim, ở hậu trường cả hai còn thường đăng những tấm ảnh dễ thương trên Instagram. Mặc dù vậy, hiện tại có vẻ như Percy vẫn đang độc thân. Riêng Jenna Ortega còn đính chính, dù được ghép đôi với nhiều nghệ sĩ nam, cô cho biết mình vẫn lẻ bóng. Theo tin đồn, có vẻ tôi đã hẹn hò với 6 chàng trai lận, nhưng thực tế là không có ai cả. Mặc dù vậy, các fan vẫn vững tay chèo và hy vọng một ngày mai thuyền cập bến. Ngay cả khi Wednesday chưa có tin sẽ thực hiện mùa 2, Percy Haines-White và Jenna Ortega vẫn sẽ gặp nhau trong phim mới. Đó là một bộ phim hài lãng mạn trẻ trung có tên Winter Spring Summer of Fall. Hiện tại, thông tin về bộ phim mới này vẫn chưa được tiết lộ thêm.